Chào Nguyên kính chào lại tất cả cô chú anh chị em các bạn mến thương trong diễn đàn của ngày hôm nay. Và chương trình và chủ đề của ngày hôm nay thì Nguyên chia sẻ cùng cô chú anh chị em những bản tin liên quan đến chiến sự của Uy Khanh. Đặc biệt là chiến sự đã, đã xảy ra với một cái giai đoạn khá là phức tạp. Tình hình chiến sự đã có phần thay đổi. Đặc biệt là Nga đã đổi chiến lược mà các quý vị đã đều biết là Nga đã điều động lực lượng quân sự ở tại miền Nam để phòng thủ. Và có thể theo tình báo cho biết trong vài ngày nữa Nga có thể phản công ngược lại ở tại miền Nam. Tình hình chiến sự nó bắt đầu căng thẳng hơn khi cuộc chiến bắt đầu hai bên đang dồn dập vũ khí hàng nặng ở tại vùng miền Nam và sắp sửa sẽ có sự đẫm máu và đổ máu ở tại vùng miền Nam kịch liệt trong những ngày kế tiếp. Còn riêng biệt phía Ukraine thì đang ồ ạt viện trợ thêm vũ khí và trong những ngày nữa, đặc biệt là trong một tuần tới nữa thì những vũ khí của Hoa Kỳ của Anh Quốc sẽ trở về nước. Và cái lực lượng quân đội được huấn luyện từ nước ngoài cũng sẽ trở về. Ukraine sẽ có một quân đội tân binh, anh dũng. Và lúc đó, sự phản công và chuẩn bị bước vào một cuộc chiến cực kỳ khốc lửa ở tại vùng Kẻ Trước khi đến những bản tin liên quan đến chiến sự và sự thành công mỹ mãn của ngày hôm nay, đặc biệt là ngày hôm nay có vài bản tin Ukraine đã đạt được nhiều thành quả. Trước khi đến đó, chúng ta đi vào những bản tin liên quan đến cập nhật chánh trị lạc giặc đó đây trước khi chúng ta đến cái bản tin chính. Sự việc mà Nguyên đầu tiên chia sẻ chắc quý vị hai ngày liên tục đó là vấn đề lương thực mà ngày hôm nay Nguyên tiếp tục muốn chia sẻ. Thì cái chiếc tàu đầu tiên của Ukraine rời khỏi nó đã đi đến điểm đó là phía bên đất nước Liban và nó đã cập cảng Liban. Một chiếc tàu đầu tiên đã đi một cách an toàn không bị trục chặt bất cứ một chuyện gì và hàng loạt những chiếc tàu khác đã néo đuôi theo sau. Hiện bây giờ gần cả 10 chiếc tàu đã rời khỏi bến cảng của đất nước Tuy Khanh, 10 chiếc của chú anh chị em. Và cái sự việc này là một cái sự việc cực kỳ may mắn. Vì cả thế giới trong thời gian vừa qua đang khủng hoảng về vấn đề lương thực. Vì nếu lương thực bị khủng hoảng thì sẽ có vấn đề tị nạn, đặc biệt là những quốc gia tại châu Phi, họ phải đi xin tị nạn và họ phải sơ tán đất nước của họ vì thiếu lương thực. Vì ông bà mà có câu mà, đói thì đầu gối nó cũng phải bò. Khi đói rồi thì con người chỉ có biết cách sinh tồn Vì sức mạnh của con người sinh tồn là mạnh nhất Nên vấn đề mà lương thực có thể nói là đã giải quyết xong Giải quyết xong tất nhiên cái sự bền vững này nó được bao lâu Thì chúng ta không bảo đảm Nhưng tạm thời bây giờ thì nó đã giải quyết xong cái vấn đề này Và cô chú anh chị em cũng biết đó, Thì cái vấn đề này thì làm cho Đức Giáo Hoàng mới vừa lên tiếng Đức Giáo Hoàng vừa qua đã gặp lãnh sự quán của Uy Khanh và cái vấn đề lương thực dẫn chuyển thì đức giáo hoàng ngày hôm nay đã lên tiếng đức giáo hoàng cho rằng tôi đã thấy một tia hy vọng một tia hy vọng khi lương thực đã dẫn chuyển tôi đã thấy nhân loại chúng ta có một tia hy vọng có nghĩa là trong thời gian vừa qua với cuộc chiến tranh ở tại ukraine và nga và nhiều nơi căng thẳng ở nơi khác trên thế giới hiện bây giờ thế giới càng ngày càng căng thêm chứ không có giảm cuộc chiến tranh tại ukraine và nga chưa chấm dứt thì giữa Đài Loan và Tàu và Tàu và Mỹ. Rồi hiện bây giờ các quý vị chắc là nghe tin đó, phía bên Do Thái đã bị tấn công không ngừng. Thì có thể nói là bắt đầu nó tạo ra cái khủng hoảng khắp nơi trên thế giới. Có thể bởi vì như thế nên là Đức Giáo Hoàng cho rằng là nhân loại chúng ta đã không còn đường cứu sống. Nhưng nhờ được cái sự dẫn chuyển này thì Đức Giáo Hoàng François ông ta nói rằng tôi đã thấy một tia hy vọng. Đó là bản tin liên quan đến Đức Giáo Hoàng của ngày hôm nay. Ngoài ra thì tại đất nước Ukraine, thủ đô, thì có một diễn viên tài tử nổi tiếng của Mỹ, Jeniska Christian, đã ghé thăm của chú anh chị em. Đây không phải là lần đầu tiên có nhiều diễn viên nổi tiếng Hollywood đã ghé thăm thủ đô Kiev. Và những diễn viên tài tử này thì họ ghé thăm với mục đích là cái gì? Là nhân đạo phần lớn là họ sẽ đi thăm những bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện trẻ em. cô chủ và anh chị em thì cái cô tài tử này cũng không khác biệt gì. cổ được tiếp đoán rất là nồng hậu qua chính là tổng thống Zelensky. vì thứ nhất, trong nguyên nhắc lại tổng thống Zelensky là một diễn viên, là một hài kịch đóng hài cũng là một diễn viên cũng là một đạo diễn cũng là một biên tập viên vân 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 là một người đa tài trong nghệ thuật. ông ta đã đạt được nhiều giải về phim ảnh chứ không phải là không có nên là đối với ông ta quen biết mà tài tử đóng phim của hollywood hay của nước này nước kia nó rất là bình thường và đặc biệt ông ta đón tiếp giống như người bạn thì những người này nó không phải đại diện cho chánh trị nhưng họ đến dưới một tâm trạng là một người bạn đồng nghiệp của mình và ngược lại họ đến dưới một cái lòng thiện nguyện thì những đại tử viễn viên nổi tiếng hollywood họ không bao giờ đến tay không cả nhưng phần lớn thì họ không xen vào chánh trị họ không cho tiền cho quân đội mà phần lớn là họ ủng hộ tiền bạc qua hội từ thiện, qua hội thập đỏ, qua hội nhân quyền, qua hội này qua hội kia, hội phụ nữ để duyện trợ cho U Khanh. Thì cái cô diễn viên này cũng cũng làm giống như rất là nhiều người khác, cô đã đi tham quan thủ đô một chút và cô đi những cái nơi mà Nga đã chiếm đóng. Thì Ưu Khanh sử dụng cái chiêu bài này để muốn nói lên một sự thật và cái sự tàn bạo xâm lược của Nga và để cho những tác động đến những tài tử diễn viên này và họ là những người các quý vị cũng biết có tiếng nói trên mạng xã hội, có tiếng nói với cộng đồng người dân nên là họ sẽ tác động lớn hơn để ủng hộ Ưu Khan nhiều hơn trong cuộc chiến. Đó là bản tin mà khá là hấp dẫn của chú và anh chị em. Bây giờ chúng mình cập nhật vài bản tin lặt vặt vui vui gió đây trước khi chúng ta bước qua những bản tin khác hai cô chú và anh chị em. Bản tin vui đó là liên minh châu Âu đã trích ra 25 triệu đô la để giúp đỡ cái hệ thống phòng tinh tặc internet của chú anh chị em. Bước đầu cuộc chiến thì hệ thống bảo vệ an ninh mạng của Ukraine hoàn toàn đã bị bế tắc bởi vì sự tấn công của Nga và của Tàu Cộng theo nguồn tin chưa xác thật là của Tàu mà chính xác 100% là của Nga được sự hỗ trợ của Tàu hay không hiện bây giờ vẫn chưa xác định nhưng tin tặc đã tấn công tất cả hệ thống an ninh uh, mạng của phía bên Ukraine bây giờ hệ thống an ninh mạng của Ukraine phải dựa dẫm về cái công nghệ của Hoa Kỳ và của Anh Quốc để bảo trợ nhưng bây giờ Ukraine phải cần có hệ thống riêng của mình an toàn của mình nên liên minh châu Âu đã trích ra 25 triệu euro để giúp đỡ Ukraine dựng lại cái hệ thống an ninh mạng của mình và cái điều này thì Ukraine họ cần thiết vô cùng vì cuộc chiến tranh này nó không chỉ có chiến tranh với quân sự không pháo đạn không mà chúng ta còn chiến tranh về vệ tinh không gian truyền thông vân vân và vân vân các vị cũng biết ngày hôm nay mà cuộc chiến tranh chúng ta bước qua một cái giai đoạn công nghệ 4.0 nên là cái công nghệ chúng ta vấn đề của internet là cái vấn đề cực kỳ là quan trọng. Nên sự hỗ trợ và ưu khan được sự giúp đỡ của Liên minh NATO và châu Âu đó là một bản tin cực kỳ là tốt cho họ. Với con số tiền, tuy rằng là một con số tiền không phải là lớn nhưng cũng đủ để cho Khan củng cố lại cái an ninh mạng của mình mà không bị tinh tặc của Nga tấn công một cách dễ dàng. Các vị cũng biết là đầu cuộc chiến, những cái hệ thống và trang mạng thông tin của Ukraine, đặc biệt là Ukraine lúc đó không có an nét gì cả, hoàn toàn bị bế tắc, không có điện thoại được luôn, không có một cái thông tin gì bế tắc hết. Nhờ sự giúp đỡ của Liên minh NATO và đặc biệt nhà tỷ phú Elon đã có Star Steel và nhờ được hỗ trợ và công ty tập đoàn của Elon đã ngăn chặn hơn 10.000 tấn công tinh tặc từ ngày 24 tây tháng 2 đến giờ giúp đỡ cho Ukraine. Đó là những hành động giúp đỡ tạm thời của chú anh chị em và bây giờ phải tạo ra một cái hệ thống riêng biệt cho Ukraine mà Ukraine phải tự bảo vệ lấy mình vì không ai giúp mình cả đời cả. Người ta có thể giúp mình một giai đoạn nào đó nhưng không có thể nào người nào lúc nào cũng phải giúp đỡ mình cả đời cả. Cái chuyện này nguyên nghĩ chúng ta ai cũng hiểu được và nên là Ukraine họ rất là biết cảm ơn cái sự hành động, sự viện trợ của Liên minh Nato. Châu Âu nói chung là họ đã giúp đỡ Ukraine có một hệ thống ngăn chặn tinh tặc tấn công. Ngoài ra những bản tin lề đưa nữa. Đó là tại Hoa Kỳ. Có hai vị thượng nghị sĩ. À, trong đó có ông Cindy Claham. Đã kêu gọi đưa ra đạo lực thừa nhận Nga là quốc gia khủng bố. À, cô chú và anh chị em. Cái này á là Tổng thống Zelensky đã lên tiếng rất là nhiều lần. Tổng thống Zelensky nói rằng là cái quốc gia hiện bây giờ là hỗ trợ cho khủng bố hay là đàn anh của khủng bố và đang có những hành động khủng bố chính là quốc gia Nga. Thứ nhất, hiện bây giờ Nga ban giao tàn là những quốc gia khủng bố không? Những quốc gia độc tài, những quốc gia khủng bố. Nga hỗ trợ cho họ về vũ khí. Đó là một mặt. Mặt thứ hai, những hành động của Nga tàn sát người dân Ukraine Khanh. Nga đang tiêu hủy những căn cứ nhà cửa của người dân Ukraine Khanh. Có thể nó có rất là nhiều hành động mà không thể nào không thừa nhận Nga là quốc gia khủng bố. Ngày nào Nga cũng đe dọa bắn quả tiễn khắp nơi tất cả tỉnh thành của Ukraine và hàng loạt người dân thường đặc biệt là trẻ em đã tử vong thì cái hành động này Tổng thống Zelensky cho rằng chúng ta hãy thừa nhận quốc gia Nga là quốc gia khủng bố chắc là các quý vị nói là quốc gia khủng bố thì nó có tác động gì? Nếu các quý vị đã nằm trong một quốc gia khủng bố thì tất cả những quan chức ở trong quốc gia đó đều có thể bị truy tố hình sự và có thể bị bắt khi rời khỏi đất nước. Thứ hai là tất cả những quốc gia nào ban giao cùng với quốc gia khủng bố đều bị lệnh trừng phạt của liên minh quốc tế hết. Tất nhiên, quốc tế phải thừa nhận quốc gia này là quốc gia khủng bố để cả toàn cầu cô lập cái điều này nó rất là khó. Nhưng Hoa Kỳ có thể thừa nhận độc lập cá nhân nghe là quốc gia khủng bố. Và hàng loạt những quốc gia khác sẽ nêu gương theo sau. Vì các quý vị cũng biết Hoa Kỳ là một quốc gia cực kỳ là mạnh. Sẽ ảnh hưởng trực tiếp hay là gián tiếp đến nhiều quốc gia khác. Và đối với Nguyên, cá nhân của Nguyên nghe hiện bây giờ các hành động là khủng bố. Các quý vị có đồng ý với quan điểm của Nguyên hay không? Các quý vị nào đồng ý với Nguyên hiện bây giờ nghe là khủng bố các cô chú anh chị em nào đồng ý cho nguyên cái số 1 đi số 1 các cái vị nào đồng ý là Nga là quốc gia khủng bố cho nguyên số 1 à nguyên thấy là quan điểm của chúng ta giống nhau à nguyên giống các quý vị vì cái hành động của nga nguyên thấy rõ y hệt giống như là khủng bố rồi bây giờ một bản tin chấn động khác đó là qua lời phát biểu của ông tổng thư ký liên minh nato Antonio Guedes. Tại sao ông ta phải phát biểu mà mấy gần đây ông ta nói rất là nhiều về vấn đề cuộc chiến tranh Ukraine và Nga? Đó là liên quan cái nhà máy hạt nhân Saporizhia. Trong nguyên nhắc lại cái nhà máy hạt nhân này là cái nhà máy hiện bây giờ dưới cái sự quản lý của Nga. Và Nga đã đã điều động binh lực xung quanh cái nhà máy cách đó trong vòng rất là ngắn, chưa đến một cây số những lực lượng khí tài quân đội của Nga ở sát cái bên nhà máy, mình có thể dùng như vậy. Ngoài ra Nga còn đem hệ thống phòng không ở tại nhà máy luôn. Có nghĩa là Nga đem rất là nhiều thiết bị và pháo đài ở tại ngay chăng nhà máy hạt nhân. Cái nhà máy hạt nhân này đang được sự quản lý của Nga và trong thời gian gần đây nó bị tổn hại và hư hao khá nhiều. Và cả thế giới đang lên án và sợ hãi cái vấn đề là nhà máy hạt nhân này có có thể bùng nổ và nó thấy xảy ra một cái thảm kịch ở tại châu Âu mà không thể nào hàn gắn được. Là một cái vấn đề mà người ta sợ hãi vì những quốc gia láng giềng nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Nó không chỉ có phải là tiêu quỷ gần hết đất nước Ukraine không mà tất cả những quốc gia lân cận đó đều bị tổn thương và thiệt hại nặng nề. Thì cái vấn đề này đó là cái vấn đề mà trong thời gian gần đây Liên Hiệp Quốc lên tiếng rất là nhiều. Thì ngày hôm qua không biết ai bắn vào. Pháo đài đã bắn gần cái bên nhà máy hạt nhân nữa. Tất nhiên nếu nó đã nổ thì ngày hôm nay Nguyên không có thể nói chuyện một cách bình thường với các quý vị rồi Nó bắn kế bên mà thôi Nó bắn kế bên Và cái hành động này thì hai bên giữa Nga và Ukraine đang đổ lỗi cho nhau Hai bên đang đổ lỗi cho nhau không ngừng Phía bên Nga thì cáo buộc là Ukraine đang cố tình muốn bắn vào nhà máy hạt nhân Phía bên Ukraine thì cáo buộc Nga đang đe dọa đó là một cái vũ khí để đe dọa và đe dọa cả thế giới để cho cả thế giới không chuyện trợ vũ khí cho Ukraine. Nếu viện trợ vũ khí cho Ukraine thì Nga có thể làm tung nổ nó đi. Thì hiện bây giờ cái vấn đề này nó hơi khó xử và khó giải quyết vì ở tại thiện trường chúng ta không có báo chí. Nga đang bao vây khu vực đó khu vực đó nghe không cho bất cứ một cái tổ chức nhân quyền hay liên hiệp quốc nào vào cả, cả liên hội thập đỏ cũng không được vào, đừng nói chi báo chí. Nên sự thật hư như thế nào chúng ta chẳng có biết, chúng ta chỉ có nhìn theo vệ tinh ở trên mà thôi. Theo vệ tinh thì chúng ta đã thấy rõ được có những cái nơi đang bị tổn thương mà không xa nhà máy hạt nhân. Thì cái điều đó đó đã dẫn đến một cái điều mà người ta lo lắng là nhà máy hạt nhân này nó sẽ bị nổ. Thì ngày hôm nay ông tổng thư ký của liên minh nato ông mới phát biểu là cái hành động mà các quý vị đang làm ổng không biết nói là ai ổng không dám nói là ukraine là nghe ông nói cái hành động mà các quý vị đang làm là cái hành động tự sát là hành động tự sát muốn chết thì chết một mình đi đừng có kéo không vào ông nói tụi bay muốn chết thì tụi bay chết một mình đi tụi bay hay tụi bay mà muốn chết thì tụi bay cứ chết một mình tụi bay đừng có kéo thế giới vào thế giới người ta chưa có muốn chết nguyên cũng chưa có muốn chết nguyên đang còn sống tại châu âu nguyên còn đang muốn đi du lịch nguyên còn muốn nhiều thứ muốn lắm nguyên trong đầu nguyên còn mơ rất là nhiều người đẹp nguyên còn muốn nhiều sự việc làm lắm không muốn chết bây giờ các ông chơi những trò chơi nguy hiểm không à à cái này là lời nguyên nói nha còn ông tổng thư ký của liên hiệp quốc ông không có nói câu đó ông chỉ có nói một câu là hành động tự sát cực kỳ là nguy hiểm một hành động không thể chấp nhận được thì các cô chú anh chị em cũng biết đó, ai không ai muốn chết hết con kiến con kiến nó còn muốn sống mà ông trời sinh cả chúng ta để chúng ta sống mà còn mấy thằng cha chánh trị này không biết làm gì cái đó là cái kho đạn hạt nhân lớn nhất của châu âu nó mà nổ một cái là nga một phần của nga cũng bị tổn thương rồi tất cả những quốc gia mà từ ukraine đến tới nước pháp tới đức cũng bị tổn thương nữa mà cái tối ngày bắn quả tiễn vào gần đó hoài à chơi mấy cha nội cứ nổ kế bên hoài à cứ nổ kế bên hoài à cô chú và anh chị em mấy chả giống như là chơi chơi cái kiểu mà tự sát kamikaze á bỏ đạn vào mình á rồi vô nổ chung á cái này không có vui nha cái này không có vui có cái khác vui lắm chứ gì mà chung chung nhậu chung thì vui chứ mà chết chung là không có vui à cái gì mà nó chung chung nhiều cái nó vui thiệt nhưng mà cái này mà rủ đi chung một lúc thì không có vui à xuống dưới ship hàng làm giấy chứng minh dân dân không cũng khổ lắm xuống dưới mình đăng ký không mà ship hàng cũng lâu lắm mới tới mình nó mệt lắm mấy ông muốn đi sớm thì các ông cứ đi đi khổ thiệt đó bây giờ cái vấn đề mà nhà máy hạt nhân đó nó đã trở thành một cái tâm điểm mà cả thế giới này người ta đang bận tâm vì ba bốn ngày không ngừng cô chú anh chị em mấy ổng cứ bắn gần cái chỗ đó hoài cứ bắn gần cách đó cây số 500m, 700m Đâu có biết xê xích một chút xíu thôi Xê xích một chút xíu có cái cái bắn có 200m nữa Xê xích có một xíu xíu của chú anh chị em Rồi càng ngày nó càng gần Nên là ông tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc Ông nói tụi bay muốn chết chung chứ tao không muốn chết là tao còn yêu đời Tao ngồi cái ghế tổng thư ký của tao lương cao lắm Tao sống rất là thoải mái Tụi bay muốn chết là chuyện của tụi bay nữa nha Đừng có kéo tao vào cuộc nên là ông tổng thư ký liên hợp quốc ông ta lên án rất là mạnh mẽ về cái vấn đề đe dọa hàng ngày cái sự việc xảy ra cuộc chiến tranh ở tại ukraine thực tế của chú anh xem cũng biết đó, các hành động nó rất là đáng sợ vì nếu mà theo nguyên thức đoán đó, là cái nhà máy hạt nhân mà nó mà nổ thì hình như là đất nước ukraine sẽ bình địa rumani sẽ mất ít nhất là gần hết đất nước của Rumali luôn à, gọi cái quốc gia giống như là Ba Lan rồi uh, ba quốc gia Baltic, Belarus à, còn một phần của Nga một phần của Nga cặp biên giới cũng mất luôn hoàn toàn sẽ bị tổn thương nặng nề hết và nó có thể lan đến tới nước Đức luôn rồi chưa nói cái khí hậu nó sẽ thay đổi rồi cái phóng xạ nó sẽ ảnh hưởng biết bao nhiêu quốc gia khác lúc đó sẽ hàng triệu hàng triệu người có thể tử vong mới bắt đầu nổ sau nổ nó có thể dẫn đến cái sự thảm họa và có thể dẫn đến cái sự tiêu diệt cả nhân loại với cái hành động đáng sợ cỡ này. Nên lý do mà ông ta dùng những từ mà tự sát thì đối với Nguyên nó không phải là từ gì nó quá đáng. Thực tế là mấy cha này đang chơi tự sát. Đó là bản tin liên quan đến cái vấn đề nhà máy hạt nhân. Và bây giờ, phía bên tình báo của Anh Quốc đã công bố chúng ta biết là Nga đang sử dụng loại mìn. À, loại mìn này dịch tiếng Việt Nam là cái gì ta? cái loại miền chấm con người có nghĩa là loại miền nhỏ của cho miền cốc đó những cái loại miền cốc mà mà người ta đã không muốn sử dụng nữa người ta cho là những loại miền thiếu nhân đạo là cái loại miền này nó sẽ nổ không giết người nhưng nó có thể làm cục tay cục chân những cái loại miền rất là nhỏ và nó có thể gài đặt khắp nơi và cái loại miền này cái tên của cái loại miền là BFM1 hay là BFMS thì theo tình báo của Anh Quốc cho biết là Nga đang sử dụng cái loại miền này thời Liên Xô cũ và Nga đang gãi gác khắp nơi, khắp nơi của chủ của anh chị em. Những cái nơi mà Nga biết rằng là Nga thất thủ sẽ không thể nào cầm cự được, đặc biệt là dùng miền Nam, thì Nga đã bắt đầu gãi những loại miền đó khắp nơi cả. Mục đích của Nga đã làm gì? Để nếu quân đội Ukraine lấy lại những ngôi làng hay những ngôi nhà thì vô tình mà họ giảm đến thì họ sẽ bị cục giò hay cục tai hay là người dân yêu khan cũng vậy vì cái mục tiêu của họ là gì làm tạo ra cái khủng hoảng làm tổn thương người bị thương thì phải vào bệnh viện vào bệnh viện thì phải trị bệnh và tốn tiền binh sĩ gãy giò là mất một binh sĩ và cái loại đạn này là cái loại đạn đã bị cấm trong cái lực lệ của liên hiệp quốc sau những thiếu nhân đạo và tàn ác của chú anh chị em mà Nga đang sử dụng hàng loạt theo tình báo chính xác của Anh Quốc họ đã tìm rất là nhiều những loại đạn này loại mìn này mới đúng hơn loại mìn này cái này thì nguyên không có biết à, cái loại mìn này nó như thế nào thì nguyên không có gành nữa cô chú anh chị em à, vẫn lãnh vực mà đạn pháo súng đạn thì không phải là chuyên gia của nguyên nên là nguyên không có gành nhưng mà cái bác nào đánh chiến tranh Việt Nam chắc biết À, thời chiến tranh Việt Nam biết cái loại mìn mà nó nó nổ một cái là nó cục một cái giò nó phải cưa cái giò vậy thôi bị thương nhẹ cũng phải cưa cái giò à rồi cưa cái giò sao đi lính được nữa đó là xong rồi đó rồi phải vô bệnh viện nhập viện vân vân nói về y tế thì ngày hôm nay có một bản tin phía bên Ukraine công bố chúng ta biết đó là bản tin quan trọng là hơn 1.400 bệnh nhân đặc biệt là binh sĩ của Ukraine đã được sự chữa trị ở nước ngoài vì vấn đề bệnh viện ở tại Ukraine hiện bây giờ các quý vị cũng biết phần lớn là bị tiêu hủy với bơm đạn của Nga. Phần lớn là bệnh viện của Ukraine đã hoàn toàn bị tiêu hủy bơm đạn của Nga. Vì Nga không muốn có còn bệnh viện. Vì còn có bệnh viện là có thể chữa bệnh cho binh sĩ và binh sĩ hồi phục sẽ cầm súng tiếp tục. Nên là phần lớn Nga đã tiêu hủy những bệnh viện. Nên là hiện bây giờ những người bệnh nặng, đặc biệt là binh sĩ, họ không có chữa trị được. Nên có 1.400 binh sĩ đã được sự một cái hội đồng nhân quyền giúp đỡ. Hội đồng bảo vệ sinh mạng con người đã chở họ ra khỏi đất nước. Đây là không phải liên quan đến tổ chức của chính phủ. Đây là tổ chức cá nhân. Họ bỏ tiền ra. Họ đem người bệnh ra nước ngoài. Họ trị liệu. Ở tại Canada cũng có. Ở tại Mỹ cũng có. Ở tại châu Âu cũng có. Nhiều quốc gia khác có có nghĩa là người dân người ta gom góp tiền bạc rồi người ta lấy bệnh nhân từ Ukraine người ta chở máy bay đến những quốc gia khác người ta trị liệu khi nào khỏe hết bệnh người ta trở về các quý vị đây là một cái lòng hảo tâm cực kỳ là lớn còn giữa Ukraine và Đức và Anh Quốc và nhiều quốc gia khác đã có cam kết là binh sĩ Ukraine có thể trị bệnh ở tại những quốc gia này đó là sự cam kết của họ còn riêng biệt đây là cái tổ chức cá nhân Họ đóng góp với sự cá nhân của họ Thì phải cảm ơn những cái lòng hảo tâm Thì thực tế Nguyên nói là nếu Ukraine Không có được sự giúp đỡ Duyện trợ của Liên Hợp Quốc Và cả thế giới Không được đứng về được cái người dân Không đứng về phía Ukraine Thì ngày hôm nay Ukraine không có thể cầm cự đến bây giờ Nên may mắn thay cho Ukraine Là người cả người dân trên cả toàn cầu Phần lớn nha Nguyên nói là phần lớn đứng về phía họ Tất nhiên có những người không đứng về phía họ Chuyện đó cũng khá là bình thường Ở đời mà Không ai giống ai cả Ai cũng có cái nhìn khác biệt cả Nên là cái điều mà Nhưng nó là phần lớn trên cả toàn cầu Cuộc chiến tranh nó đã, đã giao tranh hơn 5 tháng và bước vào tháng thứ sáu rồi Các vị có biết Nhưng thời sự của Uy Khan vẫn cực kỳ là nóng Trên hàng đầu của thế giới Ngày hôm nay Tổng thống Zelensky cho những lời phát biểu sau đây. Có thể nếu Nga muốn gia nhập những tỉnh thành mà Nga đang quản lý trở thành đất nước Nga. Hiện bây giờ Nga đang chuẩn bị bầu cử của chú anh chị em tạo ra một cái bầu cử giả để gia nhập những tỉnh thành mà Nga đang quản lý trở thành đất nước Nga hợp pháp theo Nga muốn. Tổng thống Zelensky cảnh cáo rằng nếu các quý vị làm chuyện này thì chúng ta không còn gì để bàn thảo nữa. Chúng ta không còn gì để mà nói trên bàn thảo nữa cả. Nếu các quý vị muốn lấy đất nước chúng tôi Muốn biến đất nước tôi thành đất nước Nga Thì cũng đây cách đây không, không lâu Các quý vị cũng nhận bản tin của Nguyên Ở tại đài truyền hình TV của Nga Họ nói cái gì Chưa khoan học sinh hãy mua bản đồ Vì học sinh sắp sửa du học Có thể bản đồ đất nước Nga thay đổi Và Tổng thống khi khẳng định một câu Nếu các ông làm chuyện này Thì tôi và các ông không còn gì để mà nói Và cuộc chiến tranh này mãi mãi Nó sẽ không bao giờ chấm dứt Thực tế cuộc chiến tranh nó đã khá dài và hai bên quân đội đều mệt mỏi và sự mất mát của hai bên nó không thua kém gì nhau cả. Cho nguyên nó thẳng một câu. Phía bên Ukraine công bố là bốn mươi mấy ngàn. Nga thiệt mạng. Đối với phía bên Nga công bố nó cũng tương tự như vậy thôi. Có thể hơn cũng không thể kém được. Nên là chúng ta nói thật sự là cuộc chiến tranh này nó đã quá tổn thương cho binh sĩ. Vì nó đã kéo vào tháng thứ sáu rồi đặc biệt là nó còn kéo dài vào mùa đông thì cái sự thiệt hại sinh mạng của người dân thường và binh sĩ nó càng nhiều hơn nữa vì do cái khí hậu khắc nghiệt nên cái lý do đó mà hiện bây giờ cuộc chiến tranh này người ta vẫn còn đang chờ mong một biện pháp nào đó một cái phép màu nào đó để giải quyết cái sự căng thẳng nhưng mà thực tế của chú anh chị em hiện bây giờ vẫn chưa có phép màu vẫn chưa có không có phép nào màu có cả hiện bây giờ vẫn nằm ở trong giai đoạn cực kỳ căng thẳng vì hai bên không bên nào chịu nhường bước nga thì muốn lấy trọn vẹn dùng donbass cũng giống như những gì họ công bố và đặc biệt ép ukraine phải thừa nhận đảo crimea là cái đảo độc lập và ukraine không được quyền sở hữu vũ khí nặng không được quyền gia nhập liên minh nato phải giữ một quốc gia trung lập và những lãnh thổ mà nga đang chiếm lánh cả miền nam nga cũng muốn lấy luôn đó là những gì mà nga muốn mà những cái hành động này thì không ai chấp nhận được không ai chấp nhận được cả hoa kỳ vẫn thường nói một câu các ông không cần mất thời gian để mà bầu cử làm gì chúng tôi mãi mãi không bao giờ thừa nhận những dùng đất mới hay cái bản đồ mới đâu đừng mất công cho nó mệt mãi mãi chúng tôi sẽ không bao giờ thừa nhận nên hiện bây giờ thì vẫn còn căng thẳng đó là những bản tin liên quan đến dòng ngoại giao ở ngoài và bây giờ chắc là các quý vị đang bận tâm cái bản tin hấp dẫn quân sự của ngày hôm nay. Ngày hôm nay khá là thú vị nữa nha. Ngày hôm nay khá là thú vị. Đầu tiên thì cho Nguyên cập nhật cái gì mà Nga công bố. Các quý vị chuẩn bị Nga công bố nha. Các quý vị nghe cái bản tin này không mà đố các quý vị biết cái bản tin này nó có vấn đề chỗ nào. Nga công bố rất là mạnh miệng. Đầu tiên là Nga công bố là chúng tôi khoe Chúng tôi đã tịch thu được rất là nhiều vũ khí của liên minh châu Âu viện trợ cho Ukraine. Tịch thu. Tịch thu được rất là nhiều vũ khí của liên minh châu Âu. À cô chú anh chị em, đó là bản tin đầu tiên. Bản tin thứ hai mà Nga công bố sau đây. Chúng tôi đã tiêu hủy được một kho đạn ở tại vùng miền Nam 45.000 tấn do NATO viện trợ cho Ukraine. Các quý vị nghe cái bản tin như vậy Các quý vị thấy nó có vấn đề chỗ nào không Nếu các cô chú anh chị em nào Mà nghe cái bản tin của Nguyên chia sẻ như vậy Các quý vị có thấy có vấn đề chỗ nào không Có cô chú anh chị em nào có lanh ý Và có tại sao là có Nghe công bố hai bản tin cho chúng ta biết Một bản tin thứ nhất là là Nga đã chiếm lãnh lấy lại rất là nhiều vũ khí của Liên minh châu Âu viện trợ. Thứ hai là Nga công bố đã tiêu hủy một kho đạn ở tại vùng miền Nam Kẹt Sơn. 45.000 tấn sao hay không thì mình không có biết Nhưng có một cái điều nó Nguyên đang thắc mắc Các vị cũng biết là tánh của Nguyên á, Nguyên không khẳng định cái gì mà mình không chắc Cái gì mình chắc thì mình mới khẳng định Nhưng cái điều mà Nguyên thấy lại vậy nè Anh bắn kho đạn Có nghĩa là người ta để một cái kho đạn Người ta giấu đạn của tan trọng Giấu đủ thứ có thể kho đó Người ta chứa vũ khí, đạn, bơm, pháo, súng ngắn, súng dài Đủ thứ cả Anh bắn vô Nó nổ cái bình Ủa? Anh biết nó bao nhiêu tấn hả mà đưa con số chính xác luôn 45.000 tấn A à, mà đù hay thiệt Không nhận là nghe nó nó đỉnh là đỉnh chỗ đó các vị nó đỉnh là đỉnh chỗ đó các vị nghe cái bản tin nó đỉnh là đỉnh cái chỗ đó đó nó đỉnh là nó biết được luôn là bao nhiêu tấn luôn 45.000 tấn nó đưa báo chí lên tiêu quỷ được 45.000 tấn kho đạn mà hay là hay cái chỗ đó nó cân ký luôn hay gì chỗ đó trước khi nó bắn nó cân ký luôn hay gì <laughs> nó cân ký vô nó biết bao nhiêu tấn vũ khí luôn cô chú và anh chị. Thà nói với người ta là tôi đã tiêu hủy kho đạn à ở tại địa chỗ đó rồi đưa hình ảnh ra đi người ta còn tin, còn tin được. Còn bây giờ mấy chả đưa ra mấy chả không đưa hình ảnh mà cái chả còn đưa con số chính xác nữa. 45.000 tấn. Ừ, ghê thiệt. Thì cái điều này mới nói rồi có nhiều khi á những cái 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 cách mà họ truyền đạt thông tin đó, nó làm cho chúng ta thiếu cái niềm tin mà bây giờ khó tin tin tức của nga lắm tin tức của nga bây giờ nguyên khó tin lắm nguyên đọc vẫn đọc mỗi ngày nguyên vẫn đọc mỗi ngày tin quốc phòng của nga tin báo chí của nga nguyên vẫn đọc mỗi ngày nhưng quy khó tin lắm bởi vì những cái tin mà họ đưa lên nó quá giật gân nó quá giật tích nó giật quá mình sợ mình sợ mình cũng bị giật theo <laughs> mấy nói, nó nổ thì vừa vừa thôi mình đọc giết mình cũng sợ của chú anh em giết đọc báo Nga mà nguyên phải mặc áo giáp bây giờ đó bi sợ nổ thì cũng nổ vừa vừa thôi nó vừa đủ thôi vừa đủ mà người ta còn có tin được à mình nói mình sao mà vừa đủ người ta tin được cái này là quá cái này là quá của chú anh chứ cái này là quá 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 sáng luôn mà khó tin được nên đó là những cái gì mà nghe công bố của ngày hôm nay cái kêu là cái lợi phẩm cái sự thành đạt của nghe của ngày hôm nay còn những vũ khí mà nga tịch thu theo hình ảnh là có đặc biệt là loại quả tiễn giác dai rất là nhiều nguyên không lấy có hình cho các quý vị thấy không à, rất là nhiều nga tịch thu những loại quả tiễn giác dai này rất là nhiều lý do mà nguyên phân tích cho các quý vị mà nghe lấy được quả tiễn giác dai nhiều chuyện nó rất là dễ hiểu vì quả tiễn giác dai nó cũng nặng khi mà lùi binh lùi binh thì binh sĩ của ư phải rời khỏi những cái nơi nguy hiểm và những cái vũ khí thì nó nặng nhưng nó không có đạn thì có tác dụng gì cái cây đó nó không có đạn nó bắn rồi nó không có đạn có tác dụng gì đâu thì họ bỏ đó họ đi chỉ vậy thôi vì họ không thể cầm những vũ khí này mà sơ tán vì nó quá nặng và họ phải cần đi gấp thường đó là những cái kêu là tiểu đoàn nhỏ nhỏ là tiểu đoàn đột kích đó. những tiểu đoàn nhỏ nhỏ họ đi đột kích họ dò thám họ đi khoảng tầm 10 người 7 người và họ đem vũ khí dắt dai theo để họ tiêu hủy những xe tăng hay chiếc thang mà họ nhắm được và khi lúc mà họ bị người ta phát hiện cái số lượng họ phải sơ tán ngay lập tức họ phải rời khỏi địa điểm ngay lập tức mà khi họ rời khỏi họ không thể nào cầm nhiều vũ khí theo được mà họ bắn rồi thì họ bỏ nó luôn rồi để đó, đó không còn đạn nữa mà bắn rồi đi họ bắn cho đã họ dùng vũ khí cho đó họ rời đi cầm những vũ khí tiện lợi cho họ để sơ tán lẹ mà thôi thì khi nga đến cái địa điểm là không còn người nữa thì thấy còn vài loại vũ khí mà họ dùng xuống đất à thì mấy ổng cầm hình lên mấy ổng cầm lên nó bắt đầu mấy ổng nổ à mấy ổng nổ là tôi đã tịch tịch thu được cái kho đạn kho đạn à của liên minh nato thực tế không phải dễ tịch thu tiêu quỷ thì tiêu quỷ dễ nhưng tịch thu thì khó lắm tiêu quỷ thì dễ Nga có tiêu quỷ khá là nhiều kho đạn của Uy Khanh, đó là Nguyên đồng ý. Nhưng mà tịch thu là khó lắm, vì người ta không ngu dạy để cho anh lấy cái kho đạn của người ta hết. Người ta không đem được thì người ta làm nổ. Không đem được thì người ta làm nổ, chứ không ai ngu dạy để cho anh lấy hết. À, và cái điều đó, hiện bây giờ cái tâm lý chiến của Nga đang bị thất bại trong cuộc chiến. Và theo tình báo của Anh Quốc họ nói rằng là lý do mà Nga đang chậm trễ và thất bại trong cuộc chiến hiện bây giờ là bởi vì lực lượng sĩ quan của Nga đã mất quá nhiều trong cuộc chiến. Và cái sự tác chiến thiếu chỉ huy đã làm cho cái cuộc chiến của Nga nó bị hỗn loạn. Và đặc biệt hơn nữa là mấy ngày gần đây Nga phải thay đổi chiến lược không ngừng. Binh sĩ của Nga cũng không biết cách nào phải ứng phó. Một hồi thì tập trung ở miền Đông, một hồi thì tập trung ở miền Nam. Và hiện bây giờ Nga đang ở trong giai đoạn hỗn loạn. Tuy rằng lực lượng quân đội của Nga đã rất là đông ở tại miền Nam bây giờ. Có thể còn đông hơn Ukraine rất là nhiều ở tại miền Nam bây giờ. Nhưng cái sự tác chiến của họ không được đồng đều và họ không đạt được nhiều thành quả của chú và anh chị em. Đó là bản tin liên quan đến cái sự việc. Và bây giờ cho Nguyên cập nhật những bản tin sôi động mà các quý vị cần nên biết của ngày hôm nay cực kỳ là sôi động. Đầu tiên, bản tin liên quan đến thành phố Melitopol. Melitopol. Ukraine công bố vào cách đây 2 tiếng đồng hồ vừa qua thì là thành phố Melitopol. Nhờ hệ thống HIMAX, Ukraine khẳng định là nhờ hệ thống HIMAX. Chúng tôi với sự chỉ điểm chỉ điểm của quân đội trong bóng tối, chúng tôi đã đạt được thành quả tiêu hủy căn cứ quân sự lớn nhất của của Nga ở tại thành phố Melitopol. Chúng tôi đã pháo kích vào và tấn công vào căn cứ quân sự của họ. Hiện bây giờ hàng loạt binh sĩ chúng tôi không biết bao nhiêu người thiệt mạng. Thấy không? Ukraine, Ukraine người ta công bố cái nào người ta biết, người ta biết người ta nói là không biết bao nhiêu người thiệt mạng. Nhưng theo vệ tinh và chụp chúng tôi đã thấy được sự thiệt hại nặng nề của quân đội căn cứ của quân đội Nga ở tại thành phố Melitopol. Hiện bây giờ phía bên Ukraine họ kéo ùng ùng xuống Kherson. <laughs> Thì ngày hôm qua với ngày hôm nay ở tại kẹt sơn nó không làm được cái gì hết hai bên cũng không có làm được cái gì hết lớn lao cả thì quân đội ukraine á, ngược lại á, đem hệ thống HIMARS tấn công ở tại militopol <laughs> bây giờ làm cho nga nó chạy cào cào của chú anh em tại vì từ militopol viện trợ xuống kẹt thì ngược lại ukraine đi bọc ngường ngược lại đánh ngược lại từ militopol à, hiện bây giờ quân đội của nga phải bắt đầu di chuyển ngược lại militopol À, bây giờ thì giống như là làm mèo bắt chuột và chuột bắt mèo vậy đó à, mèo bắt chuột và chuột bắt mèo ngoài ra cái vấn đề đó thì Ukraine tiếp tục tấn công vào hai cây cầu của chúa à, một cây cầu đã bị bắn gần bị sập nhưng chưa có sập xe nhỏ vẫn đi được mà gần đây nga đang tu bổ thì ngày hôm nay Ukraine vẫn tiếp tục ở tại vùng miền nam nhắm vào hai cây cầu Antony Otikis và cái cầu kia là Kamaskash hai cái cầu này đã bị lực lượng pháo binh của ukraine đã tiêu hủy để vì sao ngăn sẵn sự tà tiến bộ diện binh của nga trong những ngày kế tiếp nữa vì nga đang ồ ạt à, kéo binh sĩ đến theo nguồn tin mà ukraine tình báo cho biết có thể nga đang sắp sửa chuẩn bị củng cố sức lực mà không phải tấn công ở miền đông nữa mà tập trung tấn công lại miền nam nên là hiện bây giờ một cái cầu vừa qua đã bị tấn công lũng lỗ hết bây giờ ngày hôm nay bị tấn công te tua luôn và thêm một cái cầu mới cũng đã bị tấn công đó là những cái sự kiện nó đã, đã xảy ra tại miền nam dùng kẹt sân tất nhiên vì sự mất mát binh sĩ của hai bên ngày hôm nay không có nhiều nga cũng pháo kích ukraine cũng pháo kích hai bên đều công bố những con số là mấy chục binh sĩ đã thiệt mạng trong nguyên mạng phép không cập nhật cái đó vì cái đó nó không tin được lắm đâu có ai biết là bao nhiêu binh sĩ chết đâu Phỏng đoán vậy thôi chứ làm sao biết được. Thì hai bên đều công bố hết. Nga cũng công bố, Ukraine cũng công bố. Hai bên đều công bố tương tự giống nhau. Nhưng những cái vấn đề cây cầu không thể trói cãi được. Vì cái đó chúng ta thấy qua hình ảnh và phim ảnh rõ ràng. Và bản tin là cái tựa đề gây sốc của ngày hôm nay của chú anh chị em. Biệt kích của Nga đã bị hoàn toàn tiêu quỷ. Ở thành phố Kharkiv. Trong mấy ngày gần đây của chú anh chị em cũng biết là Kharkiv đã bị tấn công rất là nhiều bởi tên lửa của Nga. Rất rất là nhiều tên lửa của Nga tấn công không ngừng. Và có thể nó đã là làm thiệt hại rất là lớn lao. Cả luôn một cái nơi căn cứ của Ukraine, quân đội của Ukraine ở tại Kharkiv cũng bị tổn thương với bơm đạn của Nga. Và tại Kharkiv họ đã bắt khá là nhiều những kẻ nằm dùng và tình báo của Nga trong mấy ngày gần đây. Ukraine đợt này đã đạt được một thành công mỹ mãn biệt kích của Nga là một cái quân đội đặc nhiệm của chú anh chị em áp sát gần cái nơi chiến địa và họ để thu thập những thông tin và tình báo và để họ chỉ điểm khi Nga pháo kích vào. Thì đợt này á, là nhờ được sự phối hợp của lực lượng pháo binh, lực lượng đặc biệt của Yêu Khanh và được sự lực lượng máy bay không người lái và cuối cùng một cái lực lượng không thể nào không thể không nhắc đến đó là lực lượng chỉ điểm, đó là người dân. Nhờ được sự phối hợp của bốn lực lượng này với cái sự đoàn kết thì được người dân chỉ điểm, quân đội Ukraine điều động máy bay không người lái giám sát. Vừa giám sát vừa quay phim khi được biết được giám sát rõ ràng căn cứ quân sự của Nga đang núp ở chỗ nào, đang ngụy trang ra sao, xe quân đội ra vào như thế nào, binh sĩ của Nga đi ra sao. Sau đó xong, họ đã dùng pháo binh hệ thống khi mắc chỉnh nhiệt độ chính xác và hoàn toàn biệt kích của Nga ở dùng Kharkiv hoàn toàn bị tiêu hủy vì họ bắn hàng loạt pháo bù, tất cả cái đó nổ bù, không còn cái gì cả Hiện bây giờ họ không nêu lên là bao vì không họ không có đến chỗ đó. Vì cái đó là nằm ở trong khu vực của Nga, họ không thể coi được, họ không có thể uh, nhưng hoàn toàn. Đây là một cái sự việc mà nó chúng ta nhìn thấy rõ được là cái sự phối hợp của chiến tranh công nghệ tân tiến của ngày hôm nay. Cái này Việt Nam chúng ta phải cần nên học. Vì ngày hôm nay các quý vị thấy rõ được là tại sao những cái bản tin này nguyên đưa cho các quý vị, vì nó có hình ảnh hết. Nó có quay phim, nó có hình ảnh hết. Nó có chứng thật hết. Nó có hết luôn, nó có từ từ lúc máy bay quay như thế nào, binh sĩ Nga vào như thế nào, sẽ tăng. Nó ở trên mạng xã hội nó đầy rõ hết. Nó có rõ nét luôn, nó không có cái gì mà gian dối được. Các cô chú và anh chị em mà cả tất cả những đài, cả đài Việt Nam cũng thừa nhận. Thì có nghĩa là cái bản tin nguyên thức cái bản tin như vậy vì cái bản tin nó chắc chắn là nó có thật. Còn những bản tin mà chỉ thấy trên tờ báo thôi mà không thấy hình ảnh, không thấy phiên ảnh gì hết thì cái bản tin đó nguyên đánh giá không cao, nguyên đánh giá không cao. Thì đây là cái sự thành quả mà của Ukraine đạt của ngày hôm nay ở thành phố Kharkiv, vì cái thành phố từ khởi đầu cuộc chiến nó đã bị tấn công. Sau một thời gian Ukraine lấy lợi rất là nhiều và Nga không còn tấn công nữa. Bây giờ thì Nga vẫn tiếp tục tấn công vào thành phố đó trong mấy ngày gần đây. Thì đây là một cái sự việc phản công mạnh mẽ ở vùng Kakif, thành phố lớn thứ hai của đất nước. Thì đây là một cái thành quả nói chúng ta biết là chiến lược quân sự đã thay đổi hoàn toàn. Cuộc chiến tranh ngày hôm nay đã bước vào cuộc chiến tranh công nghệ. Và đặc biệt hơn nữa, cái gì thì nói, nếu không có nhân lực tình báo, nếu không có những người yêu nước đang chỉ điểm những căn cứ quân sự Thì không thể nào máy bay người không người lái Biết đến chỗ đó được Vì đâu có gãnh bay qua vòng vòng của chú anh xem Chúng ta phải biết Người ta nói à, ở nơi đó đó Coi cái làng này nè Địa điểm của tôi là ở đây nè Cách đó 500m Bắt đầu người ta mới dùng máy bay không người lái Đột kích của Nga đi lại gần đó Dùng máy bay không người lái Bay để quan sát Coi cái người ta chỉ điểm có đúng hay không Khi người ta chỉ điểm À đúng rồi Đúng là mục tiêu rồi Đúng là quân sự rồi Đúng là nơi này rồi Định vị GPS rồi bắt đầu mới kéo pháo binh đến Kéo pháo binh đến Rồi tấn công vào chính xác Và đây là những thành quả của Ukraine Sau khi lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky Toàn vẹn Có thể nói là toàn vẹn người dân Hãy giúp đỡ chính phủ Để cùng nhau chống giặc ngoại xâm Bây giờ cuộc chiến tranh nó bước vào tháng thứ 6 các quý vị có thể nó bắt đầu là nắm rõ hết tình hình mấy ngày hôm nay thì nó thật sự là hơi giảm chân tại chỗ cho cả hai bên. Nó chưa phải có cái đà tiến công nào cả. Phía bên Nga cũng không lấy được thêm cái thành phố nào Phía bên Ukraine cũng chưa lấy được cái gì cả Ngoài lấy những ngôi làng ở vùng kẹt sơn ra Thì phía bên Ukraine cũng chưa lấy bất cứ một thành phố nào trở lại hoàn toàn hết Nhưng các quý vị đã nắm rõ được tình hình chiến sự hết tất cả của hai bên Khí tài quân sự của Nga vẫn còn Lực lượng của Nga vẫn còn Nhưng NATO vẫn tiếp tục viện trợ càng ngày càng nhiều Thì theo các quý vị Ukraine có thể lấy lại kẹt sơn trước tháng 10 hay không? Theo các cái nhìn của các quý vị bây giờ đó, với cái khí tài quân sự, với lực lượng mà Nguyên đã cập nhật các vị theo dõi của chương trình của Nguyên á, khan có thể lấy tỉnh thành kẹt sơn thôi nha, Nguyên không nói là giải phóng hết đất nước nữa nha. Tỉnh thành kẹt sơn thôi. Trước tháng 10. Theo cái nhìn của các quý vị là khan có đủ khả năng lấy lại không? Bây giờ lực lượng quân đội của Nga đã ồ à kéo tới kẹt sơn rồi. Nguyên thấy là có rất là nhiều cô chú anh chị em có niềm tin, có niềm tin về vấn đề lấy được. Thì cái quan điểm của các quý vị cũng giống như những nhà chuyên gia thế giới họ đánh giá cao về cái vấn đề mà Ukraine lấy lại tỉnh thành kẹt sân thôi. Nguyên nói khẳng định là tỉnh thành kẹt sân trước tháng 10. Họ cho là như vậy. Cái vấn đề này thì chúng ta đó là cái sự mong đợi hay là cái vấn đề chúng ta ủng hộ hay là chúng ta mong muốn. Nhưng thực tế nó có hay không thì mình không có dám chắc chắn cô chú anh chị em nhưng có cái điều là Ukraine đã có những hành động cụ thể và thành quả lớn lao trong ở vùng miền nam đặc biệt là thành phố kẹt sinh và hiện bây giờ thì họ đang bị ngăn chặn lại thời gian gần đây đó là sự viện trợ của nga tới rất là đông chúng ta mong rằng là giống như nguyên đã từng chia sẻ với các vị bản tin là tầm ngày 15 tây tháng 8 có nghĩa là bữa nay ngày 8 tây chúng ta còn 7 ngày nữa một tuần nữa là lực lượng quân đội và sự viện trợ của Hoa Kỳ sẽ đến thì Ukraine sẽ phản công mạnh mẽ từ giữa tháng 8 hay là cuối tháng 8 tới đầu tháng 9 họ có khoảng có một tháng gửi một tháng gửi để lấy dùng kẹt sơn thì chúng ta coi họ có đạt được thành quả này hay không và khi họ đạt được kẹt sơn rồi thì có nghĩa là Nga đã thất bại thì Putin có ngồi lại đàm phán dưới phía bên tránh quyền của Ukraine hay không hay ông Putin vẫn tiếp tục ngoan cố vẫn tiếp tục muốn đem hy sinh sinh mạng quân đội của mình tiếp tục cho cuộc chiến tranh kéo dài. Vì hiện bây giờ chỉ cần cho Putin hiểu được rằng là ông ta không thể thắng được. Đánh thì ông ta chỉ có hao mòn binh lực mà thôi. Thì ông ta quả mai muốn muốn đàm phán. Nếu ngày nào trong đầu của Putin vẫn cho là cuộc chiến tranh này ông thắng chắc. Lý do gì ông phải đàm phán khi tao thắng rồi. Trước sau thì tao cũng thắng rồi tao, tao đàm phán làm gì. Phải cho ông làm sao trong đầu của Putin hiểu là ông đã thất bại. Và càng đánh càng lâu thì ông thất bại càng nhiều. Tốt nhất ông phải ngừng cuộc chiến khi ông còn có cơ hội. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn đã lắng nghe bản tin thời sự nóng bỏng, sôi động của ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả cô chú các vị lúc nào cũng đồng hành cùng Nguyên đi những bản tin đó đây khắp nơi trên thế giới. Bye bye cô chú anh chị em. Nghe tiếng anh hát giữa Sài Gòn anh em ơi đứng lên đáp lời sống vui tôi nghe như bài quốc ca tôi hát vừa nào này công dân ơi đứng lên đáp lời sống vui đồng lòng cùng đi đi đồng lòng cùng hy sinh vì tương lai quốc dân cùng sống pha khói tên làm sao cho núi sông nay luôn vấn bền tôi trông thấy em đứng giữa hà nội tay em nắm cao đáp lời sông núi tôi nghe như hồn thiên núi sông thôi thúc trong diên hồng cho tôi hát vang lời khúc ca rộn ràng thủ ừ, thương lấy máu đào đen bao dù cho tương nói giống lúc biên phải cần giải nguy người công dân ơi mau hiến thân dưới cờ này công dân ơi mau đứng lên đáp lời sông vui này công dân ơi mau đứng lên lấy máu đào đem ba công dân ơi mau đứng lên làm cho xứng danh nghìn năm dòng sông là thơm là thơ. xưa Sài Gòn, Gòn Anh em ơi đừng lên đạp đời sông núi Tôi nghe như bài quốc ca tôi hát phở nào Này công dân ơi đứng lên đáp đời sông núi Đồng lòng cùng đi đi, đồng lòng cùng hy sinh Vì tương lai quốc dân cùng sông pha khói tên Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền tôi bề, trông thấy em đứng giữa hà nội tay, tay em nắm cao đạp lời sống vui tôi nghe như hồn thiêng núi sông thôi thúc trong thiên hồng cho tôi hát vang lời cuộc ca rộn ràng thủ nước với máu đào đẹp bao dù cho thấy vơi trên gương dao nói dốc dốc biên phải cần giải nguy người công dân ơi mau hiến thân dưới cờ này công dân ơi mau đứng lên đáp lời công vui đáp lời vui này công dân ơi mau đứng lên lấy máu đào đem bao máu đào đem bán này công dân ơi mau đứng lên làm cho xứng danh nghìn năm dòng sông là thơ dòng là thơ này không dân ơi mau đứng lên đáp lời sông núi đáp lời sông núi này không dân ơi mau đứng lên lấy máu đào đẹp áo công dân ơi mau đứng lên làm cho sững dậy nghìn năm dòng sông là thơ